Ey, từ hôm gặp em đến nay tôi làm bạn với đêm thâu. Tôi uống thật say nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Ngày không ăn vào đêm thức trăng, tôi yêu em là điều chắc chắn. Nếu tình yêu là thân bên an y thì em chính là nguyên nhân. Linh hồn tôi em đến rồi mang đi, giờ biết sống làm sao khi trái tim tôi lỡ trái. Điều tôi cần ngay lúc này là em sẽ để tôi trông thấy. Ngày qua ngày tôi cứ hoài ôm nỗi nhớ đong đầy. Có cơ hội nào để cho em với tôi mai này đến đôi? Có thì thôi mà không thì cũng đừng có đi em ơi. Có người đang giết tôi, đang giết tôi bằng đôi mắt xoe tròn. Và có người đang có giết tôi. Chưa. A few moments later. Đâu kiếm nha. Chào mọi người, mình là Kết và đây là crush mới của mình. Mình là hiện tại thì mình đang quay MV cho dự án Call Me August của mình. Đây là bài thứ 2, bài này có tên là Có Người Đang Is Tôi. Mong mọi người sẽ đón nhận ca khúc này nhé. Yeah, xin chào mọi người, mình tên là Tiên và hôm nay mình đang có mặt ở đây quay trong cái dự án August, mình mang tên Call Me August. Hy vọng là khi mà ca khúc này ra mọi người sẽ nhận được nhiều tình yêu. Lớn lắm lớn. Cảm ơn mọi người. Không phải nghĩ chân. Samita.